Rồi, chúc mừng anh Patrick với Hương nha, là mua được cái căn nhà mới rồi. Bây giờ cảm giác như thế nào? À, lúc trước thì cứ mơ mỗi lần mở nó giòn. Hạnh là Hạnh là số 1 rồi, Hạnh ra tay một cái là xong rồi. Đây. Không, mà chị Hạnh vất vả thiệt, giỏi chị Hạnh giỏi. Dạ. Trời, khi mà thấy giao cho chị Hạnh là mỗi cái sao nó xuống, mà chị Hạnh giỏi thiệt. Ok. Trời, em không ngờ chị Hạnh luôn. Rất Nay là khỏe rồi không? Khỏe là vui, là khỏe phải không? Nay đã có nhà rồi là khỏe nè. Nay mặt sáng bừng lên hẳn là chị Hạnh tặng cho nguyên căn nhà cho nên là không còn thấy gì nữa. Không còn thấy đâu rồi. Hôm nay hết giống như là mình bị stress, mình bị lâu. Sao lo nữa. Rồi bây giờ anh Patrick với Hương giao cho Hạnh rồi có cảm thấy hối hận không? Không, em không hối hận. Em rất hạnh phúc luôn. Nhưng mà giấc mơ là bây giờ hiện thành hiện thực. Mà mình giao mặt gửi vàng là đúng chỗ đúng không? Đúng rồi đó chị Hạnh. Là vấn đề. Ở phía ngoài kia. Ngoài. Bởi vậy mình có chị Hạnh rồi, mình đâu có lo. Có chị Hạnh, thấy chị Hạnh là cho em mơ ước sao mà em cancel căn nhà kia xong, em nói cho anh Nam liền. Em nói em rất hối hận, bây giờ em chỉ chờ đợi là được chị Hạnh giúp. Bây giờ cái này là tổng cộng cái nhà mình mua là 710.000. Ủa mà anh lấy được cái appraisal report rồi đúng không? Dạ. Anh thấy nó ra cái giá không? 745. Kinh khủng luôn. Trời ơi, nó dưới giá thị trường. Dạ. Trời ơi, unbelievable. Bây giờ chưa dọn vô là đã được lời 25.000. 710. 35.000. 35.000. 35.000. Trời ơi, chưa dọn cho được 35.000 rồi, tiện đâu ai cho mình nha. Dạ anh cho. Là quá trời hạnh phúc rồi, quá trời, quá cứ như kiểu là Patrick đã làm được cái tâm nguyện của bà với mẹ của Patrick á. Hạnh diện và mình được cái sự giúp đỡ của chị Hạnh. Dạ, rất là giỏi. Coi như mình gầy cái mình gầy được cái vốn rồi, mình nhờ chị Hạnh giúp để mình tiến được cái ước mơ gì hơn. Cái ước mơ cho mình. Dạ, rất là giỏi và rất là thương gia đình mình. Ba mừng, ba muốn khóc luôn á. Đó, nó, sau này anh sẽ thấy nó là một cái investment. Dạ. Tại vì á, mai mốt này, ví dụ như con mình nó cần cái xe mà mình chưa kịp mua cho nó, thì mình có thể lấy tiền trong lấy nhà ra, mình cho nó. Thì lúc đó mình mới thấy cái nhà mình nó như là một cái cash machine vậy đó. Nó đi học, nó cần tiền. Dạ. Có những... Nó cần tiền, rồi mình lấy tiền ra. Bây giờ anh thương con, mà anh không có tiền giờ sao? Dạ. Mình đâu có mượn ai được đâu. Dạ. Là mình lấy cái tiền trong nhà ra, mình cho con mình, đúng không? Dạ. Thì dạ. Hỏi chứ, những người mẹ Việt Nam, cha mẹ Việt Nam không có tiền, ok, giờ làm sao giờ? Dạ. Lấy tiền ra cho con đi học, ra kỹ sư, bác sĩ. Là cũng là cái điều mình vui nữa thôi không? Dạ, đó. Dạ, dạ. Cho nên cái nhà nó amazing lắm. Thì bởi vậy hồi trước cứ trả tiền mobile home nó đi mất tiêu rồi. Đúng. Đi mất tiêu rồi. Bây giờ mình đi làm cực khổ mình trả tiền, nó vô trong cái quỹ đen của mình. Đúng rồi. Nó vô trong cái quỹ đen. Vô principal rồi. Thôi vui rồi. Okay. Hôm nay là đầu năm, đây là cái là câu chuyện đầu năm vui của mình á. Mà ai cũng vui hết luôn á mà nó. Thấy tụi em làm sao mà dám nghĩ tới